Xin chào anh em, nay mình có cái con Sony 705 mới về nha. Hiện tại cái này nó chỉ có về có 4 hộp thôi, nên là anh em có thể tranh thủ mua. Giá nó là 1,7 triệu. Cái này là phải chuyển khoản trước cho mọi người nha. Mình sẽ để ngay cái số tài khoản ngay bên dưới. Mọi người có thể truy cập tới đó để xem cái số tài khoản để mình chuyển vào. Rồi trước khi đó mình sẽ mới gửi đi nha mọi người. Cái này là máy mới nè mọi người, còn nguyên hộp nha. Máy mới nguyên hộp này. Bên trong hộp thì nó sẽ có một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng, một cục sạc, một tay nghe zin. Sạc zin, tay nghe zin. Ở bên dưới nó còn một viên pin nữa. Pin pin này là chưa bao giờ kích hoạt này, mình sẽ kích hoạt cho mọi người xem một hộp. Ở đây, ở dưới đáy máy này nó có một cái chỗ gài nha, anh em có thể gạt qua. Gạt qua để mở cái nắp lưng này. Con này là cái viền Sinox cho mọi người nha. Đây là máy mới nha anh em nha, chưa có kích hoạt lần nào. Mình sẽ cùng thử bật nguồn lên cho mọi người. Con này thì nó là thử có cái sim nha mọi người nha. Có cái sim thì mới kích hoạt được, còn không thì mình kích hoạt đại đi. Ở đây, bật nguồn lên này. Mình sẽ đóng nắp lại cho nó đẹp nha. Các bạn phải đóng ở trên đầu trước, nó có sẵn hai cái nút gài á. Hỏi đó, máy kín khít mới, chưa lột nha. Đó, anh em muốn gắn vào sim vào thì để sử dụng thì chúng ta gắn sim vào. Đây phần giới thiệu này, có sẽ có nhạc nha mọi người. Tăng âm lượng bên hông. Rồi máy nó chỉ có vậy thôi. Anh em có thể mua về để gắn sim nghe nhạc thoải mái. Con này chủ yếu là về thương hiệu Sony và đây là hộp mới thôi mọi người. Xuất sắc luôn mọi người. Rồi, xin chào và lại video tiếp theo. Cảm ơn các anh em quan tâm theo dõi. Anh em nào mua phải chuyển khoản trước cho mọi người nha. Con này là con mới nên là chúng ta sẽ không thu code.